Chào cả nhà mình. Hôm nay mình đến với bạn cái đoạn video thứ 22. Đoạn video thứ 22 này nói về để bạn hiểu sâu hơn về cái chi phí hoạt động chung, chi phí gián tiếp. Đoạn video này nó liền mạch với đoạn video số 21, số 20. Bạn hãy đi về trước để bạn xem những đoạn video đó. Và hôm nay trong cái phần này mình nói các bạn 5 ý. Mấy ý các bạn? 5 ý. Ý thứ nhất, mình muốn nói về cái gì ạ? Chúng ta nói về tỷ lệ phần trăm giữa chi phí hoạt động chung với trên tổng chi phí. Đã nói lên về phần trăm thì chúng ta phải chia. Chia nó ra. Chia ra theo tỷ lệ phần trăm. Thì cái tỷ lệ phần trăm này nó chỉ ra cho bạn như thế nào ạ? Nó chỉ ra cho bạn là cái chi phí hoạt động chung này nè. Cái chi phí gián tiếp đó, chi phí hoạt động chung này, nó chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng chi phí. Cái phần trăm này nó nói lên cái đó. Tức là bạn có các loại chi phí, thường thường là người ta nói là chi phí gián tiếp và chi phí trực tiếp. Vậy thì cái chi phí gián tiếp hoạt động chung này nè, nó chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng chi phí, để làm gì ạ? Hoặc là nó cũng nói ra được cái gì? Nó cũng nói ra được cái gì? Nó nói ra được là trong một cái sản phẩm mà bạn làm ra đó, bao nhiêu là chi phí hoạt động chung, trong một cái sản phẩm mà bạn bán ra thì bao nhiêu là dành cho cái chi phí gì? Chi phí để tạo ra cái sản phẩm đó, để làm ra cái sản phẩm đó, nó chiếm bao nhiêu phần trăm mỗi lần mà bạn bán ra đó, thì cái chi phí hoạt động chung nó chiếm bao nhiêu phần trăm trong cái giá mà bạn bán ra đó. Mình ví dụ ha, ví dụ như chi phí hoạt động chung của bạn là của cái tháng này nè, của cái tháng này ví dụ vậy, của cái tháng này nè là 16.800 đô, và tổng chi phí của tháng này là 48.000 đô. Bạn phân biệt ra hai dạng chi phí chưa? Vậy thì làm sao để chúng ta biết cái phần trăm? Chúng ta lấy cái gì ạ? Lấy cái 16.800 đô đó chia cho 48.000 đô, bạn bấm máy tính đi ạ, thì nó sẽ bằng gì ạ? 0,35, và chúng ta nhân cho 100 thì nó ra 35%. Vậy cái con số 35% này nó nói lên cái gì? Nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là chi phí hoạt động chung nó chiếm 35% trong cái hoạt động của các bạn á. Chi phí hoạt động chung nó chiếm 35%, có nghĩa là bạn đã dành 35% này cho việc gì ạ? Trả lương cho nhân viên nè, thuê mặt bằng nè, những cái chi phí pháp lý nè, ok không ạ? Những cái chi phí vận hành nè, chi phí về marketing nè, đó, bạn đã dành 35% trong tổng cái chi phí mà các bạn làm ra, các bạn đã có được. Và nó cũng nói lên cái gì ạ? Nó nói lên cho các bạn thấy rằng là chi phí hoạt động chung mà thấp á, ví dụ bạn chia ra cái con số này mà nó thấp hơn 35%, nó chỉ nó 30%, thì có nghĩa là lợi nhuận của bạn nó sẽ tăng cao hơn. Hoặc là chi phí hoạt động chung mà nó cao lên á, thì điều đó có nghĩa là lợi nhuận của bạn nó đang giảm xuống. Bạn nhận ra cái điểm số 1 này chưa? Ok, good. Và cái điểm số 2 là chúng ta so sánh được cái chi phí hoạt động chung của doanh nghiệp của chúng ta với các doanh nghiệp khác kinh doanh cùng lĩnh vực với chúng ta. Chúng ta so sánh được. Mình giả sử ha, giả sử là doanh nghiệp bạn và những cái doanh nghiệp ABC làm giống bạn, chi phí trực tiếp để sản xuất ra một sản phẩm nó như nhau. Ví dụ vậy, là gì ạ? Mua máy móc thiết bị giá cũng là gần như nhau, mua nguyên vật liệu đầu vào giá cũng là gần như nhau, và trả lương cho công nhân tạo ra sản phẩm đó giá cũng là gần như nhau, xem như là nó như nhau, thì doanh nghiệp nào có chi phí hoạt động chung thấp hơn thì doanh nghiệp đó có khả năng cạnh tranh cao hơn. Các bạn có đồng ý ra điều này không ạ? Bởi vì cái chi phí hoạt động chung đó nó thấp hơn thì nó làm cho giá thành thấp hơn, giá thành thấp hơn thì nó làm cho sản phẩm của bạn dễ bán hơn.
doanh thu bạn nó sẽ cao hơn và nó dẫn đến lợi nhuận của bạn nhiều hơn và cái khả năng của bạn cạnh tranh trong thị trường đó nó tốt hơn. Nên là chúng ta tính ra để chúng ta so sánh được, còn nếu chúng ta không tính, chúng ta không so sánh được. Cái thứ ba là chúng ta chia cái chi phí hoạt động chung này cho chi phí trả lương cho nhân viên. Gọi là chi phí sử dụng lao động, chi phí trả lương cho nhân viên. Và bạn xem, tức là khi mà cái chi phí này nó nói lên gì ạ? Nó nói lên cái cách bạn sử dụng nguồn lực, cái cách chúng ta sử dụng cái nhân sự, cái nguồn lực lao động nó có hiệu quả hay không. Để bạn có được những cái quyết định ở phía đằng sau đó. Nếu cái con số này nó đang thấp, nếu mà cái chi phí hoạt động chung á so với cái chi phí trả lương, bạn trả lương trong cái tổng chi phí này mà nó thấp, thì điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là bạn như thế nào ạ? Bạn sử dụng nhân sự rất là hiệu quả, năng suất lao động làm việc rất là tốt, bạn biết cách quản trị quản lý. Và nếu cái con số này nó cao, nghĩa là bạn quản trị nhân sự không hiệu quả. Bạn có thể là bạn đang tuyển nhân sự yếu kém quá, hoặc cũng có thể là bạn có nhân sự yếu kém. Tuy nhiên bạn lại như thế nào? Bạn lại lãng phí nó, hoặc có thể là bạn đang có nhân sự giỏi nhưng mà bạn lại lãng phí, hoặc bạn có nhân sự yếu kém mà bạn không biết đào tạo để họ càng ngày càng giỏi hơn. Tóm lại là khi các bạn có được những thông số này thì bạn sẽ đánh giá được và bạn sẽ có những cái nhìn nhận nó chuẩn hơn về cái chi phí sử dụng lao động này trong cái chi phí hoạt động chung. Đó là cái thứ ba. Cái thứ tư là chúng ta chia cái chi phí hoạt động trong này cho tổng doanh thu, cho tổng cái doanh thu. Doanh thu của một tháng đó, chi phí hoạt động chung của một tháng chia cho tổng doanh thu của một tháng đó. Đây là con số nó nói lên cái gì à? Nó nói lên rằng bạn phải cần bán bao nhiêu sản phẩm nữa, bạn phải bán bao nhiêu sản phẩm nữa thì mới đủ cho cái chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Cái con số này nó nói là bạn mỗi ngày á, bạn phải bán bao nhiêu hàng, bạn phải cần có tiền bao nhiêu thì nó mới đủ cho chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Bây giờ mình ví dụ doanh thu tháng này của bạn là 100.000 đô, mình ví dụ vậy, và chi phí hoạt động chung của bạn tháng này là 10.000 đô. Điều đó chúng ta chia tỷ lệ phần trăm là như thế nào? Chúng ta lấy 10.000 đô chúng ta chia cho gì ạ? Chia cho doanh thu. Thì nó bằng cái gì ạ? Nó bằng có phải là 0.1 không, nhân cho 100 đô thì nó được 10%. Cái 10% này nó nói lên cái gì ạ? Nó nói lên cái nghĩa gì ạ? Nghĩa là cái chi phí hoạt động chung của bạn ấy chiếm 10% trong tổng doanh thu. Bạn hình dung chưa? Của cái tháng này. Vậy thì cái con số này nó nói là cái gì ạ? Nếu con số này nó cao thì điều đó lợi nhuận của bạn nó đang giảm. Ví dụ nó lên tới 15%, 20% thì lợi nhuận của nó bạn càng ngày càng giảm. Cái con số này mà nó đang thấp thì sao ạ? Nghĩa là lợi nhuận của bạn đang tăng cao. Bạn có nhận ra điều này chưa? Bạn nắm được ra được cái này chứ gì? Ok. Rồi, tiếp tục. Cái số 5. Bây giờ mình nói cái số 5. Cái số 5 là tìm cách giảm chi phí hoạt động chung. Bạn phải tìm mọi cách để bạn cắt giảm chi phí hoạt động chung. Nếu doanh nghiệp của bạn mà đang có chi phí hoạt động chung cao thì có nghĩa là bạn như thế nào ạ? Bạn đang hoạt động không hiệu quả và bạn đang quản lý chi phí không hiệu quả, thì điều đó cũng có nghĩa là gì? Có nghĩa là bạn đang trả tiền thuê cho mặt bằng cao, có thể là bạn đang trả lương cho nhân viên cao nhưng nó không hiệu quả. Có nghĩa là bạn đang có những cái chi phí cho văn phòng, chi phí nhậu nhẹt, chi phí cho marketing nó rất là cao. Ok chưa? Và nếu mà bạn vẫn duy trì cứ cái chi phí này thì bạn phải như thế nào? Bạn phải bán hàng, và bán hàng nhiều lên nó phải tạo ra doanh thu nhiều lên thì nó mới gì ạ? Nó mới duy trì được cái hoạt động của doanh nghiệp của bạn. Còn không là bạn sẽ bị đứng ngay. Bạn nằm ra điều này không ạ? Và bạn cần phải làm cái chi phí hoạt động chung này theo tháng, theo quý, theo năm,
Bạn làm liên tục như vậy thì bạn nhìn ra được cái bức tranh. Nó theo chu kỳ, có tháng lên cao, có tháng lên thấp, lý do vì sao? Và bạn làm liên tục như vậy thì bạn theo dõi được cái biến động của thị trường để nó làm cho bạn như nào, các bạn ổn định hơn, bạn ổn định hơn. Tuy nhiên có một cái góp ý ở chỗ này, có một cái chia sẻ này, không có nghĩa là lúc nào chi phí hoạt động chung cao cũng có nghĩa là không ok. Có những chi phí hoạt động cao nó rất là ok, quan trọng là bạn hiểu nó. Ví dụ như bạn như thế nào ạ? Bạn trả lương nhân sự cao, ok chưa? Để gì ạ? Để các bạn sở hữu những cái nhân sự giỏi. Bởi vì cái nhân sự đó là nhân sự cốt cán. Nhân sự đó họ sẽ tạo cho doanh nghiệp của chúng ta ra sự đột biến. Thì lúc này, lúc đầu chi phí nó hoạt động cao là ok. Hoặc có thể là bạn đang tập trung vào đầu tư những cái trang thiết bị, ok không ạ? Những cái trang thiết bị của một vài tháng thì nó có thể là nó đang giảm, nó có thể là nó tăng cao lên, nó làm cho lợi nhuận của bạn 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 giảm. Tuy nhiên đó là cái chiến lược dài hơi. Cái vấn đề ở đây là muốn gửi đến bạn là bạn hiểu ra được toàn bộ những cái loại chi phí và bạn đang tập trung vào những cái chiến lược gì để như thế nào để bạn kiểm tra và giám sát và điều khiển cái chiến lược mục tiêu kinh doanh để nó đạt được mục tiêu tốt hơn. Rất vui chia sẻ đến các bạn cái đoạn video thứ 22 này, nó đang nói về rất sâu về chi phí hoạt động chung. Và người làm kinh doanh thì bắt buộc phải biết những cái chi phí này. Mình gửi đến các bạn này, người mà không biết làm kinh doanh đó, là họ hoàn toàn rất là mù tịt những dạng chi phí. Người biết làm kinh doanh là bắt buộc gì ạ? Bắt buộc phải nắm rõ các dạng chi phí nó đang vận hành để mình mới kiểm tra, giám sát, đo lường và để mới lên chiến lược được. Bạn nhớ đăng ký vào cái kênh của mình nhé. Nhớ đăng ký, nhớ follow mình. Bởi vì mình chia sẻ liên tục đến các bạn những đoạn video tiếp theo. Bạn đã làm kinh doanh, muốn làm kinh doanh hoặc muốn khởi nghiệp thì bắt buộc phải xem những đoạn video của mình. Và nhớ, nhớ chia sẻ cái đoạn video của mình về nhà các bạn. Và mình sẽ quý các bạn rất là nhiều. Mình rất là quý các bạn. Cảm ơn các bạn. Bye bye các bạn.